Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay thì bên em có về một số về giải hạt bốc rừng của khu vực rừng Con Tum Tây Nguyên. Thì cụ thể đó là cái tiểu vùng rừng Gia Ly của tỉnh Con Tum nhé mọi người. Thì đây là một cái khu vực rừng có khí hậu rất là khắc nghiệt luôn, nên là thường thì bà con đi tầm lan ở khu vực rừng Gia Ly này là khó khăn nhất đó. Và nhiều khi về cũng gọi là tay không mọi người. Thì hôm nay thì còn một số về đây, thì em quay lên cho các bác anh chị chúng ta có sưu tầm, thích sưu tầm giờ nào thì cứ liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nhé mọi người. Đó thì hôm nay thì em cũng có tầm cỡ 30 hình thôi, thì sẽ cố gắng quay nhanh thì cho các bác anh chị chúng ta theo dõi. Mọi người thích mua về nào cứ liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Đó thì tổng kết sơ qua thì hôm nay thì em có thứ nhất là một số cái combo nhé mọi người. Thì đầu tiên là có combo số 4 nè. Combo số 4 thì được 9 con kiến nhỏ, kiến mini á, thì có giá là 600.000. Tiếp theo là có combo số 5, số 6, số 7, một combo là 4 con kiến lớn nha mọi người. Kiến lớn nhưng mà thực ra nó cũng là loại dê lớn á, về mọi người chăm năm sau là chúng ta chơi hoa được luôn. Đó. Thì combo số 5, số 6, số 7, một combo 4 con kiến lớn thì giá là 600.000. Tiếp theo nữa thì em có một số cái dê đơn nhé mọi người. Đó, thì đầu tiên là loại 250 nha, thì có dê số 8, số 9, số 10, số 11, 12, 13. Đó thì đây là những cái con kiến cũng rất là đẹp rồi, có cả lá nhựa, lá tím đủ kiểu hết. Tiếp theo là số loại 300.000 dê thì lớn hơn tí, thì có dê số 14, 15, 16 nha. Ngoài ra thì có loại 350 cũng là những dê rất đẹp rồi, thì có 17, 18, 19, 20, 21, 22. Đó, tiếp theo nữa là có dê lá nhựa 23, đó, rất đẹp, lá tròn tím, giá 450, dê 24 nguyên bản giá 450 nha mọi người. Rồi có 25 thì đây là một dê lớn thì giá 450, 26 cũng là một dê lá nhựa to tím 450. Ngoài ra thì em còn một số dê loại 600.000 dê thì có dê 27, 28, 29, 30, đó, đây là những dê rất đẹp. Và cuối cùng thì em có một cái dê kiếm dê gọi là giả hạt lá mít siêu khủng này nhé mọi người. Đây là một cái dê giả hạt rừng đá côi và lá thì mọi người có thể thấy là nó tròn như quả bóng luôn, đúng chuẩn lá mít rừng Con Tum nữa nhé mọi người. Và đây là một cái dê cũng thuộc dạng giống như là lão lang ở trong rừng rồi, mọi người có thể thấy là nó rất nhiều thân to nha. Và nếu mà bán một dê nguyên đây á thì giá nó sẽ rất cao, nên là em có chia ra thành 3 hình đó. Thì về mọi người mua xong thì em sẽ tách ra làm 3 dê nha, 3 dê thì em sẽ gửi cho mọi người tương đương với từng hình thôi. Dù như dê số 32 này giá 2 triệu nè. Đó. Tiếp theo là dê số 31 này thì giá là 1 triệu 7 nè. Và có dê số 33 giá 1 triệu 2. Đó, dê 33 này là to nhất do nó có hai thân tơ lá mọi người. Lá mít tròn vo đẹp lắm. Đó, rồi, một cái loại dê cực hiếm luôn. Thì tí em sẽ quay cụ thể cho mọi người. Rồi, bây giờ thì em sẽ đi vào đầu tiên là cái dê số combo số 4 nha mọi người. Đây, combo số 4 thì này thì nó gồm 9 con kiến nhỏ thôi, về cho mọi người làm giống. Đó, thì cái nhỏ thì 9 con giá 600.000 thôi mọi người. Đó, một nè, tím điểm nè. Hai, đây. Này như hai kiến dính chung luôn, hai nè. Kích thước mọi người xem thước cm bên cạnh là biết nha. 3. 4. Đây. 5, rất nhỏ, nhỏ thôi nhé mọi người. 6. Nguyên bản nè, 7. 8. Bạn lá nhựa 9. Rồi đây, rồi 9 con này thì giá 600.000 thôi nhé mọi người, 600.000 combo 9 con. Tiếp theo là sang cái combo lớn nha mọi người. Đây là những cái dê rất lớn rồi. Về mọi người, một combo này giá 600.000 được 4 dê. Về mọi người có trồng ra 4 chậu nha. Về chúng ta chăm năm sau chơi có 4 mắt hoa khác nhau luôn. Rồi, đầu tiên là dê số 1 nè. 1 nè, đó mọi người thấy không, tàn kiến lớn đẹp không. 2 nè, đồ lớn thì mọi người cứ xem cái thước nha. À, lá nhựa nè. 4 lá nhựa luôn nè. Đó. Rồi combo số 5 thì giá là 600.000. Gia Ly hết nhé mọi người. Theo là combo số 6 nè. 1 nè. Đó, tím nè. Đó. 2. Đây lá nhựa thân tím đỏ luôn mọi người. 3. Đây lá nhựa luôn. 4 nguyên bản luôn nha. Rồi đây combo 4 kiến lớn này thì 6, combo số 6 giá là 600.000. Theo là sang combo số 7 giá cũng 600.000 luôn, cũng 4 dê đẹp luôn, kiến lớn đẹp nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè,
đó, em gom combo này bán cho nhanh chứ không bán lẻ cũng về cả 200.000 con mọi người. Rồi combo số 7 giá 600.000 đó, cũng tan những giờ đẹp đây, lá nhựa lá đồ cứng ngắc à, lá nhựa này đó. Rồi combo số 7 4 con giá 600. Tiếp theo là em sang loại tiếp theo là số 8. Bắt đầu đây là giá là từng cái dê riêng nhé mọi người. Đó, đây số 8 thì có giá là 250. Thì nó là một cái dê nguyên bản đây mọi người xem. Lá khá là tròn, không biết lớn lên tí nữa ra lá mít không, mà lá khá là tròn to đây. Nguyên bản rồi mọi người. Về mọi người đặt nhẹ vào chậu là xong. Rồi, tím nè, đẹp không? Rồi giờ số 8 giá 250 nhé mọi người, độ lớn đây. À, tiếp theo là sang giờ số 9 cũng 250 luôn. Đây là một cái dê nguyên bản đó mọi người. Thân mảnh nè, đó. Mấy thằng thân mảnh mảnh này hay ra hoa đẹp lắm nha. Rồi số 9 cho 250. Nguyên bản luôn. Tiếp theo là sang dê số 10, số 10 là lá nhựa nha mọi người. Đây. Đó, lá nhựa xếp nè. Rồi. Lá kiểu xanh xanh nọn chuối luôn mọi người. Các bác anh chị mua về đây về chơi rất đẹp nè nha. Rồi, về trồng mọi người, về trồng nó sẽ ra rễ mới nhanh thôi. Về số 10 giá 250 là nhựa xếp. Về số 11, đây là một em nhỏ thôi, kiến nhỏ thôi nhưng mà được cái là lá xếp nè mọi người. Lá xếp đặc biệt là lá nhựa tím nè, tím điểm. Đốt ngắn, rất nù. Về số 11 giá 250 nha mọi người. Tím. Rất đặc biệt nè. Rồi, tiếp theo là sang về số 12 là về nguyên bản đó mọi người. Lá tròn đồng xu nè. Đó. Độ lớn đây 5-6 cm. Đó, nguyên bản về mọi người chúng ta ghép vào miếng giớn hay miếng gỗ lũa đóng đinh, ghép vào miếng gỗ lũa hoặc đặt vào một chậu là xong nha. Đồng xu nè, nó rất khỏe đẹp nha. Về số 12 giá 250. Theo là em sang về số 13. Về số 13 này giá 250, giờ đây đặc biệt lắm mọi người. Nó là một cái dê lá nhựa rất là cứng, đặc biệt là nó xếp búp nha. Đó, mọi người trồng lớn lớn lên tí nữa là cái dê này nó sẽ rất khác biệt so với những cái dê lan giả hạt bình thường mà mọi người thấy ở trong vườn cho mà xem. Đó, cái dê đây thì em nhìn em rất là thích cái kiểu dáng lá độc lạ của nó. Đây, đồ lớn này, tầm cỡ 90 cm nha. Rồi lá nhựa, lá nhựa xếp búp. Rồi một cái dòng thân lá đặc biệt, bác anh chị nào thích ta mua dê này. Tiếp theo là sang loại 300.000 dê nhé mọi người. Đó, đầu tiên là dê số 14. 14 đây thì độ lớn tầm 11-12 cm. Đây là một cái dê lá nhựa nhé mọi người, lá nhựa cứng. Thằng này thì do về được vài ngày rồi nên là lá nó kiểu nó hơi mất nước tí á, nên là nó không còn cứng như là lúc đang trong rừng. Đó, về mọi người chăm tưới mấy bữa nó hút nước, hút ẩm vào lá nó căng cứng lên đã lắm, sờ vào cực kỳ phê luôn. Rồi dê số 14 này giá 300.000 nhé mọi người. Dòng thân lá rất đẹp, lá tím rồi nè. Dê lớn rồi mà lá còn tím đầm luôn. Rất nhiều thân già nhé, mỗi thân già tương đương 1 năm tuổi mọi người. Nhìn vào thì sơ sơ thấy cũng 7-8 cái thân già rồi, chứng tỏ cũng 7-8 tuổi rồi. Về số 14 giá 300. Tiếp theo là sang về số 15. Về số 15 thì độ lớn rơi vào tầm cỡ 14-15 cm. Đây, lá thân xanh, lá xanh này xếp đều nhau thẳng tắp luôn. Mấy thân xanh xanh này thì về cho mọi người săn ám khói rồi nha, ám khói hoặc là hy vọng ra năm cánh trắng. Thân già xanh lè lét nè, xanh không tì vết luôn. Thân già. Rồi về số 15 này thì giá là 300.000 nhé mọi người. 300.000 về số 15. Tiếp theo là sang về số 16. Về số 16 đây thì độ lớn của dê rơi vào tầm cỡ 14-15 cm. Đây dê này thì nó lớn to khỏe đây. Lá đang đi rất là mướt nhé mọi người. Đây, nhìn mặt sau lá bóng luôn nè, nó tươi nổi mà lá nó bóng luôn. Rồi về số 16 này giá 300.000, được 1, 2, 3, 4, 5 cái thân già mọi người. Giờ đây cũng bước qua năm tuổi, năm thứ 6 rồi đó. Tiếp theo nữa là em sang về loại 350 dê nhé. Đầu tiên là về số 17 đây. Đây là một cái dê lá nhựa nhé mọi người. Cái dòng lá nhựa thì thường cái thân tơ nó ngắn ngắn thôi mọi người, chứ nó không dài giống như một số cây lá tre rồi đó. Nhưng mà được cái là mọi người về chơi bonsai tiểu cảnh nó rất là sướng. Về hàng ngày sờ vào cái lá đây thấy nó khác biệt liền mọi người, nó rất là dài nha, dài cứng. Lá tím rồi mọi người thấy không, tím đậm luôn nè. Cái thằng mấy cái thằng lá nhựa này hàng hiếm nè, chuyên chơi bonsai tiểu cảnh. Về số 17 giá 350. Đây đồ lớn của về. Rồi rất đẹp nha.
Tiếp theo là sang giờ số 18. 8 thì độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 11-12 cm. Đây cũng là một cái dây lá nhựa luôn mọi người. Đây, lá cũng tím đậm nè, lá cứng nha. Đặc biệt là rất nhiều thân già, 1 2 3 4 5, 5 thân già, và thân già mọi người xem nó đỏ âu luôn nè. Không biết điềm báo gì không. Rồi. Và cái rong rêu trong rừng thành một mảng mọi người ha, bóc ra trong rừng nè. Rồi lá tím lên cả mặt trên mặt dưới lá luôn. Rồi về số 18 giá 350 nha mọi người, lá nhựa. Tiếp theo là sang về số 19, về số 19 cũng là cái dòng lá nhựa luôn. Lá nhựa thẳng xếp cứng lên. Và đặc biệt là cái dề này nó được tới hai thân tơ luôn nha mọi người, một thân tơ nhỏ, thân tơ lớn nè. Nguyên dề về mọi người trồng vào chậu rồi, đẹp. Một thân tơ dài tầm cỡ 10 cm, còn thân tơ dài tầm cỡ 5-6 cm nha. Đã được hai thân, về hai thân. Rồi, hai thân lá nhựa về số 19 giá 350. Tiếp theo là sang về số 20. 20 là nguyên cái mảng nguyên bản nguyên dề đây nè. Đó, mọi người thấy không? Bóc ra từ cái cây vỏ cây rừng rất lớn. Lá nhựa cứng dày đặc biệt nha. Đây mọi người sờ vào. Lá nhựa thì mọi người sờ vào thì thấy nó rất là cứng nha. Về mọi người chăm tưới nó hút ẩm lên càng nhiều thì nó càng cứng á. Độ lớn thì rơi vào tầm cỡ 10-11 cm. Rồi thêm một em lá nhựa nữa, về số 20 giá 350. Dòng lá nhựa rất nhiều người thích chơi nha mọi người, nó chỉ thua mỗi lá mít thôi. Nhiều về lá nhựa em thấy nó còn đẹp hơn cả lá mít nữa. Rồi tiếp theo là sang về số 21. Đây là một dề nguyên bản lá nhựa luôn nha mọi người. Độ lớn của mầm thì rơi vào tầm cỡ 90 cm. Đây lá cũng rất là cứng, nguyên bản nữa. Nguyên bản này thì về mọi người chăm thì nó sẽ khỏe được rất là lâu. Đây lá rất là cứng cáp khỏe mạnh. Rồi thằng này thì giữ được rất là lâu nha mọi người, nguyên bản thì giữ được cực kỳ lâu luôn, lâu rất lâu héo. Lá nhựa cứng. Rồi về số 21 này giá 350. 21. Tiếp theo là sang về số 21 nha, 21 giá 350. Tiếp theo là sang về số 22. 22 thì độ lớn rất là lớn, tầm cỡ 26-27 cm thôi. Luôn. Đây và thân nè mọi người rất là xanh nha. Đây, thân xanh nhiều không? Xanh gần được xanh sạch luôn mọi người. Đó, chỉ có một vài tí chấm thôi. Thằng này các bác anh chị thích mua về săn 5 cánh trắng cũng được nha. Đây. Một vài lá thì nó bị cháy nắng mọi người. Đó, về mọi người trồng ít bữa nó lên lá mới là đẹp thôi. Rồi về số 22 này giá là 350 nha mọi người. 350 về xanh rất đặc biệt. Đây. Thân tơ thì nó cũng đang nguyên zin mọi người, chưa thấy có dấu hiệu ra hoa. Rồi về số 22 giá 350. Tiếp theo là em sang về những cái dề đặc biệt đây. Về số 23, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 13-14 cm nha. Đây dề này là một cái dề lá nhựa mọi người, lá nhựa tím nha. Mọi người thể thấy là nó tím từ mặt dưới lên với mặt trên luôn nè. Tím tròn, lá tròn vo luôn. Đây. Đó, thằng này về mọi người trồng bonsai tiểu cảnh rất đẹp. Đó, dòng lá cứng nha, thằng này rất là đẹp nè. Về mọi người trồng mấy cái thằng lá nhựa thì mọi người trồng thẳng, trồng xuôi, trồng ngược gì cũng được, bởi vì thân lá nó rất cứng cáp. Về mọi người chơi nha, trồng ít bữa sờ lá sướng lắm. Giờ số 23 giá là 450 nha mọi người. Tiếp theo là sang giờ số 24. 24 thì mầm gốc rơi vào tầm cỡ 11-12 cm. Giờ đây là một cái dòng nguyên bản. Thì cái thằng nguyên bản này thì về mọi người có thể mua chúng ta làm quà biếu cũng được nha. Đó, về trong giá nó cũng khá là ok. Về mọi người tặng bạn bè, anh em, đồng nghiệp vậy đó. Một cái dề nguyên bản rừng nguyên sinh con tôm này thì rất là ý nghĩa luôn. Hoặc là mọi người mua về chúng ta chơi sưu tầm cũng được. Rồi nguyên bản nha, về số 24 giá là 450. Về chỉ viết treo lên thôi. Về làm quà biếu nè. Rồi về số 24 giá 450. Tiếp theo là sang về 25, giá cũng 450 luôn nhé mọi người. Độ lớn mầm rơi vào tầm cỡ 26-27 cm. Đây là dề khá là lớn, lá xếp búp dài. Rồi thân lá thì cứng cáp nè mọi người, ngọn đang phi nha. Giờ này thì tương lai sẽ càng dài ra lắm. Đây. Đây, đó. Thân trên rất là xanh nha. À, nguyên mảng bóc rừng nè, còn dính những cái lớp vỏ cây dính theo vỏ nè mọi người. Dề số 25 này giá 450, rất nhiều thân già đây. À. Tiếp theo là sang dề số 26. 26 thì độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 17-18 cm. Đây, dề này cũng là cái dòng lá nhựa cứng nha mọi người.
lá nhựa cứng đây, thân nè mọi người, thân rất cứng cáp khỏe mạnh nguyên bản luôn nha. Đây, còn bám vào một cái miếng vỏ gỗ nè. Đó, về thì mọi người cắt tỉa bớt cái rễ lề xe để chúng ta đặt vào chậu là xong nha. Thằng này cực kỳ khỏe luôn, vận chuyển lâu ngày các kiểu rất là yên tâm nha. Giờ số 26 này giá là 450. Cái này thì đẹp, không có lỗi lâm gì á. Thân tím rồi nè. 26 giá 450. Tiếp theo là em sang loại là 600.000 dê nha mọi người. Đây là một dê đặc biệt nhất ngày hôm nay rồi. Đầu tiên là độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 20-21 cm. Đây mọi người thể thấy đây là một cái dòng kiểu dạng lá mít nha. Đó, lá mít hiện tại thì nó đang hình thành nên lá mít nè. Mọi người thể thấy lá rất tròn, xếp đều nhau. Về mọi người chăm lớn hơn tí nữa là nó hình thành ra mít sẽ rõ nha. Đó, lá tròn vo và to. Đó, lá mít thì về mọi người chơi chúng ta ngắm thân lá quanh năm nha. Hoa thì ngắm được mùa tầm cỡ gần tháng thôi, còn riêng thân lá thì chơi quanh năm. Đặc biệt ươm kỳ nhân giống nữa. Về số 27 giá là 600.000 nha mọi người. Đó, xếp mít xếp đều ngang nhau rất đẹp. Giờ này các bác không mua em giữ lại em ươm kỳ làm giống. Rồi, 27. Tiếp theo là sang về số 28, đây là một cái dê lá nhựa rất đặc biệt nha mọi người. Đó. Độ lớn của mâm thì hiện tại rơi vào tầm cỡ 14-15 cm. Và đây cái dòng lá nhựa rất là cứng cáp. Thằng này thì về mọi người chăm tưới nước vài bữa, nó hút ẩm nước vào thì cái lá nó còn càng cứng nha mọi người. Mọi người cái chăm tưới cây nó hút đủ ẩm đủ hơi nước vào lá nó sẽ cứng ngắc luôn. Sờ vào rất là sướng luôn. Đặc biệt là cái thân mảnh 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 rồi mọi người. Các bác anh chị chúng ta trồng lá mít, lá xoài rồi các kiểu, chúng ta có thể sưu tầm thêm một ít cái dạng lá như vậy về chúng ta chơi nha. Thì thân da nữa, đặc biệt là thân da nó đỏ hâu nè mọi người, tím đậm luôn nha. Thằng này về săn bệt được. Đây nguyên mạng bốc rừng, vẫn còn những cái lớp vỏ cây rừng này dính theo nè mọi người, rong rêu nè, kiểu nguyên bản luôn á. Rồi về 28 này giá là 600.000 nha mọi người, lá nhựa đặc biệt. Tiếp theo là em sang về số 29 thì đây là một cái dê gồm hai thân tơ luôn. Độ lớn một dê rơi vào tầm cỡ 18, còn dê tầm cỡ 21-22 cm nè. Đây mọi người thấy là lá nó xếp đều nhau nè. Mọc lên thành hai cái thân tơ luôn. Hai thân tơ đây thì về mọi người chăm thì sắp tới sang năm thì sẽ có hai cái thân hoa để chơi hoa luôn nha. Đó, mọi người nhìn thấy nó kiểu giống như là một cái sừng của con hươu hay con tuần lộc vậy, nhìn rất đẹp đúng không? Nhìn giống như cái sừng con gì vậy. Về kiếm khúc gỗ lũa đẹp đẹp chúng ta mua về chúng ta ghép vào nha. Rồi, thân lá xếp búp quá đẹp luôn. Đây, nguyên cái mảng vỏ cây bóc ra từ rừng nè mọi người. Về số 29 này giá 600.000. Tiếp theo nữa là em sang về số 30. 30 đây là một cái dê nguyên bản nha mọi người. Thì nó gồm một thân tơ nè, hai thân tơ tím nè, ba thân tơ tím nè. Đó, đây. Nguyên một cái cục nguyên bản nha. Về đặc biệt nó có thêm mấy cái cây như dương sỉ rồi các kiểu. Và mọi người đặt nhẹ vào một chậu là xong. Đó, lá tím đậm luôn. Độ lớn thì đây, mọi người cứ nhìn bên cạnh cái thước là chúng ta hình dung thôi. Lá tím rịm luôn. Đây nè, thằng này thì kiểu là dạng lá nhựa cứng. Nhìn nó kiểu rất là bonsai tiểu cảnh. Dạng bonsai về chơi bonsai nha. Về số 30 giá 600. Rồi tiếp theo là em sang cái dê lá mít đẹp nhất ngày hôm nay và cũng VIP nhất ngày hôm nay nha. Thì các bác anh chị chúng ta có nhu cầu sưu tầm lá mít và chúng ta ngắm chơi thân lá thì chúng ta có thể mua. Tất nhiên thì thằng lá mít thì giá lúc nào nó cao hơn hàng thường hết mọi người. Nên là các bác anh chị chúng ta có nhu cầu mua thì chúng ta chịu khó đầu tư thêm tí nha. Lá mít thì về mọi người vừa có thể chúng ta chơi ngắm thân lá, vừa có thể chúng ta ươm cây làm kinh tế được nha. Rồi và hôm nay thì em có một cái dê đây. Thì nó là chung một cái dê lớn nha mọi người. Mọi người có thể thấy là cái tính chất lá của nó, thân lá nó là y chang nhau, bởi vì nó là nguyên một cái dê. Đó. Và vì đây là một cái dê lớn nên là em sẽ em tách ra, em chia cho mọi người dễ sưu tầm. Chứ bán nguyên một dê thì giá nó rất là cao nha mọi người. Đó, thì tách ra làm 3 dê thì cho các bác anh chị chúng ta thích dê nào chúng ta chốt dê đó. Rồi đầu tiên là có dê số 31 là cái dê ở giữa đây nè. Dê lá mít ở giữa đây. Đó. Rồi đây mọi người thử xem nè. Lá tròn vo như trái bóng nha. Đây độ lớn thì cái dê nó xêm xêm rơi vào tầm cỡ 40 cm nha mọi người. Có thể thấy nè. Rồi đây ở giữa đây. Đây mọi người xem lá tròn vo to đùng luôn.
Đây, đây các bác các anh chị nào chúng ta có điều kiện chúng ta chốt nguyên một dê lớn này về chúng ta trồng cũng được nha. Đó thì ưu tiên cho các bác anh chị có điều kiện chúng ta chốt cái dê lớn này, còn không thì bán tách lẻ ra thành từng dê. Rồi. Rồi cái dê xem cái dê 32 trước nhé mọi người. Dê 32 đây là giá là 2 triệu. Thì đây mọi người có thể xem lá của nó nè. Đây à, đúng chuẩn lá mít của rừng Tây Nguyên nha. À, bữa giờ em quay cũng có một số cái lá mít rồi, thì cái dòng lá mít to như lá bàng có, lá mít bầu bầu dài dài như lá xoài cũng có, và đây là cái dòng lá mít tròn như là bơi quả bóng tennis này mọi người thấy không. À, đặc biệt lá nó xếp đều nhau gọn gàng đẹp đẽ. Thằng này á thì cái dê nó hiện tại tính ra cũng đang nhỏ mọi người, chứ về mà các bác anh chị mà chăm ở vườn nhà á, cung cấp đủ chất dưỡng cây nó lớn to lên tí nữa là lá nó sẽ càng khủng nữa luôn nhé mọi người. Rồi, dê số mít số 32 này giá là 2 triệu nha mọi người, là cái dê đây. Đó, là cái dê mà em dán đang dán giấy đây. Nói chung nó nhiều thân da một tí nên là quay nó hơi khó nhìn rõ. Đây, nhưng mà đây. Rồi đây, rồi mọi người để em cầm một cái dê lá thường bỏ cái cạnh lá mít cho mọi người xem. Khác biệt giữa hai dòng lá liền thấy không? Cái dê lá mít đây nó nút chẩn cái dê lá thường luôn nha mọi người. Đó. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Chưa bằng nửa cái lá mít nữa. Rồi. Rồi dê mít số 32 này dáng chịu là cái dê bên phải ngoài cùng đây. Đó, em cầm vậy nè. Đẹp không? Quá đỉnh luôn mọi người. Chơi là phải có tiền chúng ta đầu tư chơi những cái vây nè, rất xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Rồi, xong một dê nha. Tiếp theo là sang dê số 31. Đây, dê 31 là có một cái thân tơ đây, cũng tương tự như dê số 32. Tuy nhiên là dê số 31 này thì có giá là rẻ hơn tí, là 1,7 triệu. Thì cái dê do cái thân tơ nó nhỏ hơn tí. Đó, thì nó cũng mang tính chất tương đương y chang như là cái dê kia. Đó, ngọn rồi cũng đang phi và mầm ầm nha. Lá tròn vo như quả bóng tennis. Rồi, và cuối cùng là cái dê 32 là cái dê mít to nhất ngày hôm nay. Thì cái dê này thì nó có tới hai cái thân tơ lần nhé mọi người. Đây, mọi người sẽ thấy là lá mít nè. Đã không? Và đặc biệt nó có hai thân tơ luôn, nó mọc chung lên. Thì tất nhiên là nguyên dê đây thì sẽ được hai thân tơ thì giá nó sẽ cao hơn tí nha. Dê này thì giá 2,2 triệu. Đây mọi người nhìn cái mặt sau của nó nè, nhìn lá mít nó mới đã. Wow. Rồi, mít số 33 này thì giá là 2,2 triệu nha mọi người. 33 2,2 triệu thì nó sẽ có hai cái thân tơ. Đó, 31 một thân tơ nhỏ hơn một tí nha. Và 32 đây, một thân tơ đây. Chúng ta lớn. Rồi. Các bác anh chị nào có điều kiện thì chúng ta chốt, chưa có điều kiện thì chúng ta mua từng dề một, còn có điều kiện chúng ta hút nguyên dề được luôn. Hút 3 dề luôn. Rồi, và em đã quay xong lô giải hạn ngày hôm nay, thì các bác anh chị có nhu cầu mua dề nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề nha. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha mọi người. Còn khách mới mua lần đầu nữa mà mua nhiều số lượng lớn, giá trị cao 1,2 triệu thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan rừng tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ.